kim trung kích sứ hậu khả ngọc khánh minh thời điền điền trung cổ hưởng thu thiên pháp pháp bạc đạo văn chân địa thượng thông đan kiệt hạ đạt khôn nguy hiểu hiểu động triệt sơn hà nam nam kinh giao địa giới cùng gà chư phương cấm kỳ nữ kỳ từ xứ lòng thần linh vô báo ý tâm tất hữu an uy chi nực các sinh hoan hỷ cộng chứng viên phong nghiêm chỉnh y quan trượng thừa phật lực như này giáo an uy thổ địa long thần dẫn ngôn cần lương thể tổng nhà đầu sơn xuyên kia linh huống thời gian thổ địa tối ninh thần tài văn viên tiến tiểu chân ngôn các cấn thương mùng sinh hoan hỷ nam mô hoan hỷ địa bồ tát ma tát vì có tông tông công hình chư vị phật thánh tốc đáng đàn tràng chứng minh công đức
quan a công an nam đơn nước nam no nhờ thư không ngô đường công đức sở thành tựu cố thiên chỉ vĩ vô thế tình đàn giang thứ vị danh hương bồ tát công tham ni hội văn viện kỳ an và thánh giác tâm ni thử cố thiên na tân na dâm thần liên na tiến lấy khởi công tu tạo xây dựng là từ đường đa từ ấy sự dĩ viên na thành nhà hay đình nhà thành tâm dâng lễ tạ ơn Phật tổ bồi hoàn mong mạch an chấn ngũ phương thiên độc đồ ngay cầu hòa bằng an tăng liên cũng thọ sự gì thử kỳ phúc bách phúc tự trí ra mỗi độ nhất phúc sinh cầu an đồng ra chủ giải thoát như là để nó ra ra và nên bán bán thân đồ xá ra và tên bách nước hóa thân thấy cao cao ni phật gần đây hả ai đi đạo công phật tây vương giáo chủ điều hành đạo sư a di đà phật thông vương được sư lưu ni quang vương phật đồng quang ngũ phật đạo quang đạo phật tam đồng ngũ phật ngũ đạo tam phật quá khứ đang nhân kiếp thiên và tình chủ kiếp thiên và thành phật vương chư phật đã biết thiên huy đại đại bách bao quang trung ca hiện về na nhớ thiết thường trụ phật đà la tôn nhớ thiết thường trụ đà la la quá khứ hiện tại tăng hay đà la chúng tăng sinh đây hùng là phụ lương túc y vương miến hoa thiên độ nhân vô lượng thanh tịnh đắc thân về lo la la phật miền mãn mãn thân lo la la phật tiền bấy nhớ qua thân thi ca bảo ni phật thân đây hạ sinh di nằm trong phật tây phương giáo chủ điều bàn đạo sư a di đà phật công ơn đạo sư lưu ni quang vương phật ngũ quang ngũ phật đạo cương thập phật tam thập ngũ phật phụ phật tam phật quá khứ trang nghiêm kiếp đẹp là tình chú kiếp thiên phật mười phương chư phật là đại mục nhân viên công giả như dụ thị chúng thời chi thức đại na na phục tiểu học cung học nhị thiên nhân đẳng tây thiên tông độ nam việt lịch đại tổ sư đạo thiên năng hoa tự đại giác chân đồng vô đốc liên minh thiền sư nhục thân vô tát tại công hòa thượng binh hành thiền sư anh công chí công đại nhật thiền sư nê vũ đế cư an tự sơn đệ nhất năm đầu đà tình vệ giác hoàng thiền cử thánh tổ đề nhị năm đầu đà hỗ trợ giác hoàng đại sư an nam thiệt đà thiết tổ sư hoàng chính pháp chấp công hòa thượng cao trò gà mướn hộ pháp vi đà tôn thiên bồ tát duy đa bộ mê a thanh a vi ni nhân ách thầy nguyện hoàng thâm tay nhất từ quyền thành tác chúng ta ở hướng cung duy đề nhất mỹ âm long thần đề nhị hoàng âm long thần đề tam thiên cổ long thần đề tứ hoàng diệu long thần đề ngũ hoàng mỹ long thần đề lục ma diệu long thần đề sa nói âm long thần đề ba sư tử long thần đề kỳ hoàng đức long thần đề thập nhất đức âm long thần đề thập nhị phật diệu long thần đề thập tam chờ đức long thần đề thập tứ hoàng một long thần đề thập ngũ quan công long thần đề thập lục kiệt sĩ long thần đề thập thất kiệt sĩ long thần đề thập bát kiến điện long thần cập bản tự hộ tháo tà nam chân nã đề nguyện sơn tôn tính nhất thủ tướng ma nhà ra ra bộ ma đề nhà trần châu hiển thánh nhân vũ hưng đạo đại vương thiên thanh ứng mộng thiên đế giáng sinh học được thông minh kinh thiên bí địa hùng tài thao được văn vũ thanh thần đấy thế cứu lần công nhân bát giáo đưa sinh hủy bộ hiệp lực đồng tâm biểu lộ sơn lâm khai hóa tiến sĩ quân đất địch khải hoàn cung thì nhà nào sao cao quan đấy tạo thành hiện dương cho vũ hiện nhật như anh tối tinh thần tuế nguyễn tinh quan đó nếu bản tay không phụ tín tử tà quan huy tuế nguyễn triều cao an chí quân hồng quân tam vi chiến vũ minh vạn đài huy trần dầu hiển thánh nhân vũ hưng đạo đại vương thượng trọng tu linh tôn đó là nghiệp ta thiên cổ niệm vị gia thiên quỷ gia thiên cổ niệm vị gia thiên như vị chân linh cập về mà cô ông ấy cô bé đổi tại gia cổ bé đổi tại gia nhất thiết việt vị đẳng chư chân linh đi nguyện tổng thờ và lợi các chân ma quan đại nên nguyện thiên là cái mà hỏi công quá bản thân thiên tứ chỉ công mà bảo công thứ là vì văn văn ngữ tâm đạo tướng là con nhân nhân tướng gây ngụy quân hành nhân thái mấy chỉ đức công thần và cổ tô hiện thanh hoàng và ngày từ ngày xa thành đô hộ thi a thần là kiến chủ phụng sự công hoa hữu cảm đã thiết viên thần môn thọ hỏi kinh táo long quan giám
thương kỳ cùng hai nước còn công nay đã hạ pháp nhân công nguyện kính trở là thủy phương ngữ hiện miễn quang minh việt nam có thành nam kim đắc vì nhà thương hoa cũng cần lắm tốt miền lắm không thành chi hiểu thần bà cũng chi nghe đâu hồ kỳ cùng sớm văn tâm thành kỳ đạo thủ tung kiền đều ở chỗ kim thân tượng lục độc tướng tôn nhân nhớ việc phóng hào quang năm sát tư thời kỳ đạo cùng lo thờ thính nhai đương quyết lại đọc ngà cầm lòng nhai thân thân lòng thấy ca như nay đi giáo đề tử thành hoàng thành cung đề đồ khấu thô lâm vô bích bái chặt tờ quyết lại thượng hôn ai bước văn quyền mây đọc ta thái thượng của mạnh quân ma chỉ cáo hạ hiếu bồ cao hạ ông thỉnh đông thương một điện nguyên khoái phá trận bài binh các tốc cổ định nuôi tướng thần binh hiếu thiền vạn thị hỏa tốc tiền ai tốc cao bản đàn cũng trừ đối công một quỷ gian tà đẳng cũng nam dân đồng hương nhất thiết bất chính vì hoạn chi quỷ nhất thời tấn thứ thờ phù sắc các đất của đình nhất như cáo mạnh phong hoàn truyền cẩn cáo quê thư dùng thần niên bát nguyệt sơ ngũ nhật vào thời cáo hạ thái thượng chí nhất pháp sư tự quyền đạo cử hành thái á thượng phù mệnh cấm chỉ cáo hạ điều hòa phù cáo á hạng thịnh nam cương hỏa diện viên phái phá trận bài binh tờ tốc của mình nuôi tướng thần tiên hiếu thiên vạn kỵ hỏa tốc tiền lai tốc đó bản đà cung trừ núi công một quỷ tam tà đằng cúng an chân nam cương nhất thiên vân kính quỷ hoạn chi chỉ nhất thời tống tứ thừa phù phụ sắc các đắc thủ đình nhất như cáo mạnh phong hỏa truyền cần cáo quê thứ nhầm thần tiên bát nguyệt sơ cũng nhập hảo thời cáo hạ thái thượng chính nhất pháp trừ tự huyền đạo cử hành thái á thượng phù mệnh cấm chỉ cáo hạ hiệu hòa phù cáo á hỏng thịnh tây phương bạch diện huyền xoáy bá trận bài binh tờ tốc cổ định nuôi tướng thần binh những thiên vạn kỵ hỏa tốc tiền lai tốc tốc bản đà cũng trừ tối công một quỷ trang ta đẳng chúng ám chân tây phương nhất thiết bất chiến vì hoạn chi quỷ nhất thời tấn cứ thừa phù sau các đạo tiểu đỉnh nhất như cáo hạnh phong hóa di truyền cảm cáo quê thứ chấm thần niên bát nguyệt sơ ngũ nhật hạ thời cáo hạ thái thượng chính nhất pháp phá sư tự huyền này là hóa thừa hành thái thượng phù mệnh tờ mà chỉ cáo hạ phù cáo hạ hình bắc phương khắc diện nguyên phái phá trận bài binh tờ tốc bộ định nuôi tướng thần tiên hiếu thiên phản thủy hỏa tốc tiền nay tới đó bàn đàn khu trừ nuôi công một quỷ gian tà đẳng cũng an dẫn mắt thường nhất thiết bất chính vì hoạn chi quỷ nhất thời tống cứ thờ hồ sau bất đắc biểu định nhật như cáo hạnh văn hóa di chuyển cần cáo thuế thứ nhân dần niên bát nguyệt sơ ngũ nhật hạ thời cáo hạ thái thượng chí nhất pháp phá sư tự huyền đại đạo thừa hành thái thượng phủ hạnh cấm chỉ cáo hạ phù cáo hạ thỉnh trung ương thủ diện nguyên phái phá trận bài binh đã tốc bổ định nuôi tướng thần binh hữu thiên vạn kỵ hỏa tốc tiền hai tốc đó bản đàn cung trừ nuôi công một quỷ tam tà đằng cũng án chấn trung ương nhất thiên bất chính vì hoạn chi quỷ nhất thời tuấn cứ thờ phù phụ sắc đó thủ định nhất như cáo hạnh phong hóa thị truyền cẩn cao thuế thứ thần tần niên bát nguyệt sơ cũng nhập hảo thời cáo hạ thái thượng chính nhất pháp phá sư tự huyền đạo thừa hành cái này để nó ngựa mỗi một ngựa màu nào để một đấy bên kia màu nào cũng đạo và dương dương đại đạo hương bản phật thánh dĩ phụ trợ hoàng hoàng hi hỏa kiêu nghi tà khí ở biên hữu vị Việt Nam quốc nam đỉnh đỉnh xuân trường huyện xuân hồng hạ ngọc yên thôn hệ vu điện đường cư thượng phụng phật thánh nhân cung ma thu thiên tiến lễ bồi hoàn long mạch an tấn ngũ phương an tâm điểm ma tượng ngày khai quang cầu hòa bằng an tăng duyên phúc họ sợ tinh thần tín chủ gia nguyễn công vượng đ
tự trần bản mạnh sinh nhâm quất liên hành canh tứ thập nhất tuế thê bùi thị thu hiền sinh nghe bính trần liên hành canh tam thập thất tuế nam tử nguyễn công bảo quang sinh canh tí niên thành tam tuế nguyễn công bảo vinh sinh canh tí niên thành tam tuế nữ tử nguyễn công uyển nhi sinh nghe tân mão niên thập nhị tuế nguyễn công cùng nâm sinh quý thị niên hành canh thập tuế nguyễn công cùng ninh sinh như bính thân niên hành canh thần thất tuế hợp đồng chủ gia đẳng ngôn ngôn niệm thần đẳng sinh cư chung giới mệnh thuộc phượng thiên hạ tiền ôn vũ đá chi hồng ân nhật nguyệt yêu lâm chi đức tình thị kỳ vị thất minh phù trấn an võ thị kim nguyệt gác nhật địa tình pháp sư thị u ấy hiện sứ tu thiết tam giới kỳ an thần tài chấn trạch sát quỷ từ tà kỳ linh gia nội pháp tản vu biên nhị tam thiền chú tụng kinh bách khúc chi linh chiếu tam quang chính khí tà tinh tu thiệt nhân vật toàn an tạm thời tài trung minh mong phúc ấn ý kim kỳ chính trần cổ phi động thân cấu hòa thượng nam mô đáng nghe thanh sư quan âm phật bồ tát toàn nhân quả đà ngũ vương ngũ đế nguyên ná sư chân quân vị thiền ngũ phương đàm hội an tấn hòa thủ kim cương đại tướng vị thiền thánh tự động về cho nam phục viện đột đáp thân phù vũ trụ tà quý tư nục động tử hoạch ngã thân hình thường cư các thanh minh bảo các minh gia nội an khang trưởng ấu thọ trường cầu chi ý nguyện giả thần tâm thần giả trình vô nhân thiết chết vì gì thì chi cần sớ thiên vận lâm trần là niên bát nguyện sở hữu hóa đặt tính sổ thành tâm hưởng tấu thì đại đức như sinh thể nào sinh thi đức nhân thi thờ dục tà thọ chi tâm cầu kiến thọ chi văn các nhà kỳ an kỳ viên thi phúc viên hữu nghị việt nam quốc nam đình đình vân trường vận tâm thần giả đạo tiên con nghệ cũ ba thiện là đường cư phổ và đánh nhân cung cụ thiên thiên lễ thiện quan chấn an của làn long hoa mạch kỳ an tâm nhập giả tượng đầu bằng an phúc cầu tài cộng độc cầu ác cầu phúc cầu công cầu danh ấy tăng niên phúc thọ sự kim thần tín chủ hóa gia nguyên công ma vượng thay bùi thị thu hiền a ma tử nguyễn công ma bảo quang nguyễn công bảo hà vinh nữ a tử nguyễn ấy công nguyễn nhi nguyễn ấy công cùng lâm nguyễn ấy công cùng ninh hợp đồng gia đẳng đại đức vua lãm vi thành vô niệm thần đẳng quần chúng cho thổ đình tới nhị nghi vô tư thái tuế chi quyền bá thủ kinh thiên hành hoa ngữ đại cơ khai vi đại ngũ phương duyên hóa hân dân tương duyên hành bệnh hành tài ngẫu tuần tu chi vận được an được đặt kiên hành bây giờ thì nguyên cao trường sinh nghị năng phúc thọ cần cụ kiềm nghĩa cán trật cần cụ sớ bán thượng tố cũng đi tam dư chú ôn thiên phủ đại đế vô ngộ tiêu sinh học viện đạo đương tiên ngụy quân hành viện tây thuế nó tôn thần thượng hạ đương cảnh thành hoàn toàn bộ đại vương tôn thần thượng hạ ngũ quân môn bộ đạo độ thần quan hành vi thần thề hạ đại vương trước trưởng tướng minh quyền tư thái thuế kỷ tiêu thông lễ lệnh thành thời sự vũ miêu tô vạn tội xuất đồng binh táo sứ như vua nào vua phạm bồ nguyên ngũ vương thánh trả cử quý đông hải chi ba hành bệnh quỷ vương viên cứ nam thiên giới phúc như tín chủ tứ thời vô tật tuyệt chi ba khách hiến tam môn bát tiếp kim trường dấu thần đã trường vô năm thích ca thiết tình viên quý quý cận số thiên na vận nhâm mãi lần mà nguyên ba nguyện vô sinh nhà thiên chủ thành tâm thượng to vĩ quyền chi nhất trạch Bye.
chúng ta ni đà mô a na ra na ra ta na ma ni ra ro ya na ma na 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 ma na 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 ma na 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 ma na 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 chân kinh ngay ẩn chờ thương hồi đông tổ cứu mang kiến thiên thời anh tỉnh như hiền thánh
trong nước nước thuốc và điểm đời nhà thường và làm tình quán của tôi thầy tam tạng lĩnh kinh vâng đời phụng mạnh vi hành nào thầy nào tớ nhập tình thì thăng ngang ta dưới xa tăng đi trước mở đường ta để bón như không sau ông đại thánh bạch tâm đồng cân đã võ vi phong đức thời sang cơ nước yêu nghi mật quốc nào tổ về lý tưởng in ra biết bao hiểm trở sơn hà diệt nòi quỷ quái yêu ma đón là đường thầy cùng tớ làm trường non nước lính kinh về cứu trợ quan viên đang nay ứng phó về nhân tỉnh kinh tăng tặng thay quyền diễn nghi dương cũng được từ y thọ khảo mẫn cũng nhờ hồn phách tiêu thăng bằng này nào nhớ đâu rằng lập đàn này lễ tạ ấy chuyên cần tụng kinh tụng kinh như thời hải tin kinh phật ba có phú quý hiển kinh thọ trường đạo tất tâm cầu ở đứng đầu tất trí thành đỉnh lễ ngũ bái. Vậy chúng thì hầu đồng ấm chấm ngưỡng đại thừa tăng ngày kinh kể vô thường tầm tâm đi diệu pháp đã truyền vạn kiếp nam mộ ngã kim kiến văn đã thủ trì nguyện giải như lai thân vương nghĩa lao khai bảo tạng bồ tát ma tăng a tâm tế đề thập phương pháp giới thường trụ tam bảo nhã tâm tế đề thập phương pháp giới thường trụ tam thiên thứ nguyên tân biến mang thập phương vô biên và độ chung vô lượng ương trang cổ tu cổ tá đạo thành tiểu như hai ương cũng làm gì ra nghe tôn kịch ra tâm kỹ nghe thập phương pháp chơi được chủ Di Đà Phật thành Phật trí hai lưu kim tập kiếp tiền sa đời
ra pha con niềm là khó a si đa pha nam mô a di a di đà nam mô a Kính thưa các quý thầy, các quý thầy công văn đạo tràng, các quý thầy thanh đồng đạo quan, cũng như là các cụ công đức bà, cũng như là toàn thể các quý vị đại biểu gia đình, cũng nhờ Đức Phật minh huân gia hộ, nhờ phúc ấm của tổ tiên anh Nguyễn Công Vượng cũng nghĩ đến sự báo đáp công ơn sinh thành của các tiên hiền tiên bối nhiệt tổ nhiệt tông. Hôm nay là ngày đầu tháng của mùa thu tháng 8 tại nơi đây. Chúng ta tổ chức làm lễ cầu an, cầu siêu cho các chư vị chân linh được trường sinh nơi Phật Quốc và cầu an cho bản mạnh cũng như toàn thể các quý vị nơi đây. Hợp thời cũng kiền thỉnh chư tôn đức tăng già hoan hỷ quang lâm về nơi đây để niêm hương bạch Phật và cầu chúc cho âm được siêu, dương được khánh. Ngày hôm qua thì Hòa Thượng chủ trì nơi đây cũng đã tổ chức làm lễ an tâm nhập tượng. Hôm nay thì Hòa Thượng tổ chức chương trình tạm pháp ở trường hạ, cho nên là không về tham dự buổi lễ sáng nay được. Cầu ủy thác cho anh em chúng con về đây dự làm lễ. Thì thời giờ này cũng là thời tiết thì cũng mưa, trời cũng ban độc cho toàn thể chúng ta. Rất mong chúng ta ngưỡng vọng của đàn tràng, chúng ta cầu nguyện, mong rằng sự cầu nguyện của chúng ta được chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng gia hộ và buổi lễ chúng ta được thành công viên mãn. Trước khi làm lễ thì con công cầu chúc cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả mọi người được an lành hạnh phúc. Kính chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Tất Đại Chứng Minh A Di Đà Phật. Pháp chủ nhập văn các chư lê chú hộ quỳ đầu đành đỉnh lễ thành hoàng quan sư gia tiếp dẫn tổ tiên quốc công tứ ba. Chuyện cùng nghi thường bi quan
tôi định chiêm công đức hồn xuất hồ mình. Oh,
siêu dịch trách mãn cố trường biên nguyên lạc hoa tan trang đoàn đàm khá chi mộng vẫn đồ vô ít hồn quý tờ lệ chi hương vân vân bảo đặc dễ nay đâm trường thần giác ngó tư đường hương hoa thề triệu thình thượng thần phàm suy nguyện hồn nương tại nhà sách nhược sinh thời băng băng tự phật được di hoàng thân thượng tự thần phàm nhị rất chi thỉnh đáng đạo tràng hướng hoa nhập hoạt nguyễn ngọc nó đường đường triệt triệt diệu hoa huyền chân đinh bàn này nguyên bất bấn truyệt nhất luân nguyệt nạc bất bấn ý thiên vậy có câu bài than rằng sống thác xa vời vào cõi không chỉ có con đường Phật mới thông nghi chân tình vốn sẵn là bất diệt chẳng lặn đến thôi thấy thay thấy hồng duy nguyện là điều hồ cách hương gian tiêu thì tệ thủy hồn ám vũ kim hà tai ra thảo nhàn hoa mãn địa sầu trường phật lực dị tiếp linh tiểu trai đàn như thỉnh thỉnh pháp thỉnh ra từ đường hoa bát cực ngờ thanh phong nghi minh nguyện tại đường đường độc đồng đồ nhập bố sinh còn đàm bố ý văn văn ni tâm thành cầu đạo
cộng đồng đồng ở xứ Y Tôn. Dường như mãn nguyệt là bạch bạch hà quang nghi giám sát tư thời thì đạo điệp mà kinh mã thời khai thành yêu sở điệp tuyên dương hải đối quang cũng duy tờ thanh cần đương tuyên nghi bạch bạch hà. Bái chân từ tuyên bạch điệp văn khai kiến minh nhã dương thủy lục nhị trai đàn kim thư thì miền nam quốc nam định tình xuân trường nguyện xuân đi hồng xã ngọc tiên đi xóm y chín đại tấu hà nội thành nhà phố hai ba chân quận y nguyễn lá du phường nguyễn thượng hiền phố hiệu gia số nhà 13 đại tấu tại hà nội thủ đô thạch thất huyện thạch hòa xã thôn ý một thiên trường vọng phủ này y vu tại từ đường tự sử từ đường vòng và tăng nhân cung giang thủ thiên lãnh tiếp ý tuần năm ni báo hiếu dự tiếp vong linh phát tâu biểu quan tình vật tuyển kinh triệu linh cấp mã quy âm thụ y điệp mỹ nhà khai phương phá ngục tụng kinh nghi cầu siêu báo đức thủ ân báo ân tổ tiên cùng anh tam phủ hội đồng đài hoàng thích nghi kết nghi cắt đi đoạn khiên triển tiền sám hối sinh nhân nhi hậu sám hối tổ tiên thượng hiến mong sơn trần thế cô hồn nguyện cầu cho âm siêu đương khanh khánh quân lợi sư an kim mi kim vị gia đình lễ chủ nguyện nghĩ công đương y nam từ nguyệt công y đông đặng thị y cấm đinh thị dung nguyện ý công hiệu vũ y thị nhung nguyễn thị hiền nguyễn y văn yến y nhân thị hòa nguyễn y thành trúc chúng tôn nguyễn y công đức nguyễn thị thu hiền nguyễn thị thu trang nguyễn văn y tài nguyễn thị phương lương xuân bằng nguyễn y công hiệp nguyễn y thị duyên nguyễn y xuân y ngọc anh nguyễn ni thị hạnh nguyễn thị ai huệ nguyễn thị thu nguyễn y quý hà nguyễn thanh y kiều y mai thanh hoa nguyễn mạnh trinh nguyễn thị thúy hằng tăng tôn nguyễn ni nhiên nguyễn công đức trí nguyễn ni xuân phúc y nguyễn ni thị minh ni ngọc nguyễn ni nhật y anh nương nguyên đi bảo anh nguyên gia bảo nguyễn quỳnh chi nguyễn hoàng hải nguyễn mỹ phúc hưng hợp đồng gia đằng nay đại vì gia đình lễ y chủ tại nào cai y tỉnh nào cai thành nhà phố kim tân phường nhạc tiên đường hiệu số 37 lễ chủ nguyễn mỹ công minh nguyễn thị nguyễn công nghi hùng nguyễn thị huyền nguyễn nghi quang huy hợp đồng gia đảng kim bỉ lệ chủ nguyễn nghi doãn nghi dư nguyễn nghi doãn nghi trực nguyễn thị hảo bùi thu thủy nguyễn thị dung nguyễn thị dinh nguyễn thị khuyên nguyễn thị tươi nguyễn thị thắm nguyễn nghi thế thế y duyệt nguyễn văn an trần thành nam y phạm văn lưu trần đình nhà thao y nguyễn nghi văn dương nguyễn thị tho nguyễn y thị chiên nguyễn nghi bùi ngọc khánh nguyễn ni bùi ngọc ni anh ni đồng gia đặng đại kim vì gia đình lệ chủ an ỉ nguyễn ni công vượng sinh nhâm tuất niên thế bùi thị thu hiền bình thiên nam tử nguyễn công bảo quang nguyễn ni công ni bảo vinh nữ tử nguyễn ni công huyền nhi nguyễn ni công tùng lâm ý nguyễn ni công tùng ninh
đồng giá đặng kim vi lợi ác chủ ngày Nguyễn Công Khanh Phạm Thị Hoài y Nguyễn Hoàng danh Nguyễn Thị Oanh đồng gia đăng kim bi đây chỗ tại nào cái tỉnh nào cái thành nhà phố kim bi tân phường ngõ và kim bi hiệu ra số nhà 115 nơi chủ Nguyễn Công thành nhà thế Hoàng An Thị Thu Hằng Nguyễn Công Tấn Phát Nguyễn Ngọc Hà Hợp đồng gia đăng kim bi gia đình nơi chủ Nguyễn Văn Cầu Nguyễn Thị Cúc Nguyễn Thị Nga Nguyễn Thị Nguyệt Nguyễn Thị Ngọc Phan Văn Mi Công Nghi Văn Văn Tâm Đặng Ngọc Nghi Quảng Nghi Ngoại Tôn Nghi Phạm Văn Giáp Phạm Văn Nghi Quyết Nghi Đặng Văn Nghi Quân Nghi Phạm Thị Mai Phạm Thị Ánh Đặng Thị Huyền Vũ Thanh Nghi Trung Đặng Nghi Ngọc Ninh Nguyễn Thị Nghi Thủy Dung Đỗ Văn Nghi Đạt Hoàng Việt Long Đỗ Văn Nghi Hải chúng tôn phạm gia hưng phạm gia phúc đỗ thị quyền hoàng nhật minh vũ thanh phát đỗ hà mi đỗ phương thảo hợp mi đồng gia đăng kim mi nê chủ nguyễn văn dũng nguyễn thị dung nguyễn phương thanh nguyễn hà phan nguyễn thị bảo phương đình nguyễn minh anh đình nguyễn mạnh quang cư tại số 10 trần y thiện trạch thành phố nam định tỉnh nam định kim liên kim nguyệt kim nhật kim thời kim mi nê chủ nguyễn mi phú long nguyễn mi văn mi địa mi nguyễn mi địa văn mi khánh đồng ngày ha đức đi mậu nguyễn thị thúy hoàn nguyễn quang nghi thái nguyễn thị hà phương đồng đức đi mạnh đồng bảo đi đồng gia đặng kim mi nê chủ đặng văn ni lệ trần thị hiếu đặng văn ni hòa phan thị huệ đặng văn hiền phan ni văn khâm Phan Thị Trang Vũ Xuân Hải Đặng Văn Ni Vương Đặng Thị Chỉ Đặng Văn Dương Đặng Thị Xuân Ni Đặng Văn Phi Đặng Thị Hội Hợp Mi Đồng Gia Đặng Kim Mi Nễ Chủ Tại Xóm Phố Xuân Ni Hồng Xuân Trường Nam Định Nê Chủ Nguyễn Ngọc Nam Nguyễn Thị Tam Nguyễn Thị Thu Trang Nguyễn Thị Hà Nguyễn Thị Thu Hương Nguyễn Kim Chi Nguyễn Tiến Bình Bùi Thanh Hải Nguyễn Ni Cao Minh Nguyễn Tiến Trọng Nguyễn Tiền Dũng Nguyễn Ni Hải Nguyễn Ni Bùi Hải Đăng Nguyễn Minh Thư Nguyễn Minh Vi Đồng Gia Đảng Kim Mi Nấy Chủ Tại Nghỉ Xóm 13 Xuân Nghĩ Hồng Xuân Trường Nam Định Nhà Nễ Chủ Thái Não Nguyễn Thị Quỳnh Đồng Gia Đảng Kim Mi Nễ Chủ Lê Văn Được Vũ Nghi Thị Hướng Nghi Lê Văn Nghi Hiền Nghi Lê Văn Nghi Công Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Thị Huyền Lê Thị Hưởng Lê Văn Hưng Chúng Tôn Nghi Lê Gia Khánh Lê Thế Vinh Lê Thành Đông Lê Hồng Phúc Nghi Lê Thị Kim Ngân Lê Kiều Oanh Nghi Lê Thu Uyên Nghi Chúng Tôn Nghi Lê Minh Tuyền đồng già đặng kim mỹ nê chủ tại nào cai nguyễn thị gấm nguyễn nhị trung y bản nam tử nguyễn nhị thế bình nguyễn thành long nguyễn nhị thị bích chi đồng gia đặng kim mỹ nê chủ tại xóm 14 xuân hồng xuân trường nam định nê chủ nguyễn thị nguyễn nhị văn vóc nguyễn thị nhị bé nguyễn nhị xuân hoàn nguyễn xuân nhị hải nê thị hương nhị quỳnh vũ thị nhị thoan nữ thư Nguyễn Thị Vân Chúng Tôn Nguyễn Nghi Đức Nghi Gia Bảo Nguyễn Nghi Đức Gia Huy Nguyễn Nghi Vũ Hải Anh Nguyễn Nghi Vũ Bảo An Nguyễn Nghi Vũ Ngọc Ninh đồng gia đặng Kim Mi Nê Chủ Tại Xóm 13 Xuân Hồng Xuân Trường Nam Định Nê Chủ Nguyễn Nghi Xuân Nhi Phàn Nam Tử Nguyễn Nghi Xuân Thành Nguyễn Thành nhà Tân Hôn Tư Phạm Thị Hoa Độ Thị Thêu Nữ Tử Nguyễn Thị Thủy Trang Chúng Tôn Nguyễn Thành Tâm Nguyễn Nhi Đỗ Thành Đạt Nguyễn Nhi Ngọc Ánh Nhi Nguyễn Nhi Đỗ Tường Vi Đồng Gia Đặng Kim Vì Lễ Nghi Chủ Phan Văn Đoàn Tức Phái
Vũ Anh Thị Hải Hoa Phan Văn Anh Phan Thị Huế Nữ Tử Phan Thị Nhài Thế Tử Đặng Xuân Kiên Chúng Tôn Phan Hoàng Ninh Phan Uyển Nhi Đặng Đăng Khoa Đồng Gia Đặng Đế Chủ Phan Văn Huế Đặng Nghi Thị Liệu Phan Thị Ngát Ti Phan Thị Hà Phan Thế Thượng Phan Văn Cương Phan Hoàng Bách Phan Thị Huyền Phan Văn Nhất Phan Văn Thiết Lễ Chủ Nguyễn Văn Gần Phan Thị Đào Nguyễn Văn Cường Nguyễn Thị Thu Đặng Xuân Khuyến Phan Thị Nghi Lan Nghi Đặng Thanh Tú Đặng Thị Thúy Đồng Gia Đặng Nay Kim Bị Gia Đình Lễ Nghi Chủ Tại Xóm 13 Xuân Hồng Dòng Trường Nam Định Nguyễn Văn Sơn Lê Thị Thu Nam Tử Nguyễn Nghi Văn Nghi Lâm Nghi Nguyễn Nghi Thu Hoài Nguyễn Nghi Công Nghi Toàn Nguyễn Thu Huệ Nguyễn Văn Tuyển Nguyễn Thị Ánh Nghi Mai Nguyễn Thị Nguyệt Đồng Gia Đẳng Lễ Chủ Nguyễn Thị Noan Phan Lý Đức Thảo Phan Thanh Hải Phan Thanh Nhi Hoa Minh Phan Lý Thanh Đại Phan Lý Nàn Hương Phan Văn Đức Đồng Gia Đẳng Kim Bí Lễ Chủ Đại Xóm 9 Xuân Hồng Xuân Lý Trường Nam Định Lễ Chủ Vũ Tuấn Dương Nguyễn Thị Thanh Thủy Vũ Thị Phương Huyền Vũ Quang Huy Níu Thị Thanh Huyền Phạm Ngọc Nghĩ Đinh Chi Đồng Gia Đẳng Lễ Kim Bí Lễ Chủ Nguyễn Văn Lý Kế Vũ Thị Mai Vũ Thị Mai Hương Nguyễn Vũ Mai Chi Nguyễn Vũ Hà Ngân Ni Hợp Đồng Nam Nữ Tử Tôn Hôn Thế Con Cháu Chất Nội Ngoại Huynh Đệ Anh Em Đồng Thương Môn Quyến Đằng Ấn Ni Ấn Cần Từ Xưng Phục Quỳ Truy Tiên Phả Đồ Gia Tiên Nguyễn Công Gia Tiên Tổ Cửu Huyền Thất Ni Tổ Kính Thỉnh Vong Ninh Cụ Tổ Nguyễn Tình Ni Công Trần Ninh Phong Ninh Bà Cô Tổ Nguyễn Thị Y Bé Kỵ Nhật ngày 21 tháng 10 Ông Mạnh Nguyễn Ni Công Thắng Trần Ninh Nguyễn Ni Công Quế Trần Ninh Nguyễn Công Vinh Trần Ninh của ông Nguyễn Ni Công Y Nhà Y Rệ Khai Thiên Ni Lập Ấp Y Kỵ Nhật ngày 16 tháng 9 Trần Ninh Nguyễn Ni Công Thìn Hiệu Quảng Nai Thành Tự Phúc Vinh Kỵ Nhật ngày 1 tháng 10 Nguyên Mạnh sinh năm Bính Thìn Niên này Tạ Thế vào năm Ất Sửu Vong Ninh Kính Thỉnh Y Vong Hồn Y Bà Y Nha Lê Huy Thị Huệ Kỷ nhật ngày 13 tháng 7 Vong Ninh Hiền Ni Khả Hội Nhà Phạm Huy Văn Y Quất Kỷ nhật ngày 25 tháng 4 Vong Ninh Nguyễn Thị Cấp Chân Ninh Vong Ninh Hiền Khảo Cố Phụ Nguyễn Nhi Công Quỳnh Nguyên Mạnh sinh năm Quý Mùi Tạ Thế vào năm Ất Rậu Kỷ nhật ngày 3 tháng 7 Vong Ninh Cố Mẫu Phạm Huy Thị Tuyết Hiệu Diệu Hằng Nguyên Mạnh năm Bính Tuất Niên Tạ Thế vào năm Đinh Dậu Kỵ Nhật ngày 4 tháng 7 Vong Ninh Thần Bá Nguyễn Nghi Thị Ngát Nguyên Mạnh sinh năm Tân Tị Tạ Thế vào năm Tân Sửu Kỵ Nhật ngày 3 tháng 12 Vong Ninh Thân Ni Cô Nguyễn Thị Trân Ninh Cập Vong Ninh Em Con Ni Cô sinh năm Mậu Ngọ Đại Hạn vào năm Bính Thân Vong Ninh Em Con Cô Nguyên Mạnh sinh năm Tân Rậu Đại Hạn vào năm Bính Thân Ni Cập Vong Ninh Vũ Y Dậu Tạ Thế vào năm Bính Tý Vong Ninh Nguyễn Ni Phương Ninh Trân Ninh Phả Cập Vong Ninh Tổ Tiên Ni Nội Gia Tiên Ni Tổ Ngoại Gia Tiên Ni Tổ Vong Ninh Lê Văn Ni Khang Trân Ninh Vũ Huy Thị Bốn Trân Ninh Lê Văn Ninh Vũ Huy Thị Tám Ni Lê Huy Tuấn Ninh Anh Ni Phạm Huy Quang Huống Trân Ninh Nguyễn Huy Thị Nhữ Trân Ninh Phả Cập Gia Tiên Tiền Tổ Cao cao đồ cao cao tổ thì cao tầng đồ cao tầng đồ thì cô gì thì huệ thúc bá đệ huynh và cô ông mạnh nhất thiết liệt vì đằng chư chân linh tịnh cập tam thế hoan ra cửu thù chấp đối đằng chư hoanh hôn nàng
thiết niệm chư vị chân linh sinh tiền dương thế là chi thiệt ác chi phương một đầu âm tư phổ chắc thăng trầm chi nổ dục thân tiến và dụng trở siêu thăng cần thủ kim nguyên cát nhà túc tịnh thiền tăng thị vô tịnh sư khai kiến trai đàn chùa vườn nhi tán thì giờ tiên di vang sinh bảo gia môn như các khánh bản đàn thần gia môn đắc thử lai cần tự ăn giáo khoa phụng ngành pháp sử ngưng bằng pháp nở tiếp dẫn các chư vị anh linh ngu hồ thoát đi siêu năng vì ngàn vị thư hợp hành vũ điệp nhất đạo thường là thành hoàng chúa già truy hồn đàng vật án là vô cất khắn tưởng sự ý cẩn vận từ tâm khai báo chư tướng mua tòa sữa hóa tiền kiện chính chân các chư vị anh linh rời phó trai đàn đính chiêm công đức như ngưỡng sở tà lãnh tư chỉ sư bắt đắc văn sinh trở ngà chi tâm điệp đạo phụ ngành hộ chỉ công đức cố điệp thiếu điệp thường thành hoàng chúa gia truy hồn đặng tận án hạ thi hành tuệ thứ nhấm dần yên thu thiên bát nguyệt sơ nục ma nhật đương đàn pháp sự thần sa môn đại tỷ khiêu thích thanh tâm đại vị hòa thượng thích thanh thuận đệ tử chúng con thành tâm cúi dâng văn sớ muôn phần kính cẩn thượng nay văn điệp tiên đạo dị chu điệp nói quan sứ giả dụng bằng hóa lô thiêu bất nhã tâm linh quán thử đại cổ tâm vô phải ngại việt siêu khổ hại đại minh thần chủ chợt trở tai ngũ uẩn không vác thể chủ xa rơi ngũ uẩn không vác thể chủ xa rơi ngũ uẩn không vác thể chủ xa rơi niệm quan âm chi gì mà ai ta thế sự dĩ vô thường tiệm thất nhất khuynh đắc tuyền hạ thế thần chi vật tiền ni tiền môn bất bất thầy vì nhân nhân gian chuẩn thích quý ông nổi vạn phật tiềm bốn bất khả vì nhân gian chốn tịch trí hương tội phúc nan mình thăng trầm phổ chắc chắn hoặc đi hoặc liên bào chật thang thần du an dưỡng chi hướng hoặc bể thường thay sinh sinh túc tế năng xa chi cảnh hoặc nhiếp phong đô giới nổi hoặc sinh kham mi nhân quốc trung cố mộ thế nương nghi thức thần phàm nghi phân phân nề tuyên nó minh 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 nghi à u ảnh hưởng à u hồn nần nần cách dương quang nhược phi nga phật dĩ đệ huệ hạt đắc ô thần thần này răng phó trong trong cõi thanh trầm mì khốn nơi nữ tử sinh ngó ép dần ra ngậm ngùi ánh sáng quảng quang cuộc đời sao mà ngán nỗi chợt ra vô ý thương hoàng minh đó tiên đang chìm đắm một phương mở tôi gửi hồn về nơi chín suối xa khơi có then cài cửa đóng im mơi là nơi chốn cất mấy người dương gian mà đường thôi phục phong ai mê man chưa tối nỗi thắng trầm chưa rõ căn nguyên đi hoặc là hồn tổ tiên đi nương bọc bồng ở hoa sen đi tìm nơi an ni dương dài phiền hôm mi mai hoặc mong linh tổ tiên đang trong chốn bào thai sinh nở chốn thanh nhàn ngần ngựa ngão rũ hoặc là
ấy phong đô khám miền là khuê nhận mơ hồ để đầu hoa sinh nhà ơi thân nội thân ơi hồn nở tổ tiên thế thầm năm canh vâng ngắt tinh hồn còn phàng phận vẫn chơi vơi mực sâu mở mình tắm tắm hơi u hồn ở tổ tiên ẩn đi khuất khuất xa vời cõi dương gian đời nay vong linh tổ tiên nhờ các con các cháu đập tâm đàn từ bi cứu thế giúp vong linh về chốn tàn tràng thân nhân con cho thành kinh đón mời mời hồn về lễ Phật phần ở nơi đàn tiền là phổ cho con cháu trong trong ngõ kháng cường cánh này vàng na ngọc ngóng tôn đường được vinh quang ơi